Chương trình Việt Face Tonight được bảo trợ bởi Pechanga Resort Casino, khám phá lại những sự kết hợp tuyệt vời. Trung tâm BST dầu Khuynh Diệp, sản phẩm được hoàn thành từ năm 1976, dầu bạc hà và dầu ultra heat với hình thức mới, hoàn toàn thiên nhiên, rất tốt cho sức khỏe. Đây là chương trình Việt Face Tonight với anh Dũng và Thanh Thảo. Kính chào toàn thể quý khán giả. Mời quý vị đến với chương trình Việt Face Tonight. Chúng tôi mời quý vị cùng bước vào với bản tin buổi tối ngày hôm nay thứ Hai ngày 17 tháng 4 năm 2023. Và bây giờ là các bản tin đáng chú ý. Cựu Tổng thống Clinton và cựu Thủ tướng Tony Blair trình bày quan điểm về cuộc chiến Ukraine. Ngũ giác đài họp báo về việc ngăn chặn và đánh giá về các vụ rò rỉ tài liệu. Dân biểu Nadler cáo buộc dân biểu Jordan hành động theo mệnh lệnh của cựu Tổng thống Trump. Công ty SpaceX ngưng hộ nỗ lực phóng phi thuyền Starship đầu tiên. Thủ đô Washington tuần hành thúc giục cấm vũ khí tấn công. Nghiên cứu cho thấy tác động của các vụ xả súng hàng loạt đối với sức khỏe tinh thần. Ngoại trưởng Nga cảm ơn Brazil vì những nỗ lực giải quyết cuộc xung đột Ukraine. Chuỗi tiệm áo cưới David's Bridal nộp đơn xin phá sản. Đó là tất cả những bản tin chúng tôi sẽ lần lượt gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần tin chi tiết, mở đầu với anh Dũng. Vâng, thưa quý vị, bản tin đầu tiên trong phần tin tức buổi tối ngày hôm nay liên quan đến ý kiến của cựu Thủ tướng Anh Quốc ông Tony Blair và cựu Tổng thống Bill Clinton của Hoa Kỳ. Khi được một phóng viên của đài CNN hỏi thăm về những quan điểm mà họ ghi nhận qua cuộc chiến giữa Nga và Ukraine hiện nay, thì cái tổng quan họ nghĩ như thế nào? Qua đó thì ông Tony Blair đã nói, đó là một điều rất khó vì nó là một chủ đề hoàn toàn khác nhau. Sự khác biệt giữa cuộc xung đột Nga và Ukraine, cũng như là cuộc xung đột giữa Israel và Palestine, hoặc là những gì mà chúng ta đã thấy xảy ra tại khu vực Bắc Ireland, là trong trường hợp của Israel và Palestine, nó tương đương như thế. Tuy nhiên trong trường hợp của Bắc Ireland thì chúng ta có hẳn là hai bên xung đột, hai bên đều có cái lý do riêng của mình, và chúng ta thấy rõ ràng điều này. Chúng ta có thể xem là nó hợp lý, một bên là Vương quốc Anh, một bên là Bắc Ireland. Tuy nhiên vấn đề, tôi e rằng là tôi không có một cái lời biện minh nào cho những gì đã xảy ra tại Ukraine. Tôi nghĩ đây là một phạm trù xung đột khác. Tuy nhiên, vẫn có một nguyên tắc là những cuộc chiến đều giống nhau. Đó là nếu như chúng ta một khi xác định đâu là kết quả đúng, theo quan điểm của tôi, kết quả đúng là cuộc xâm lược ở Ukraine sẽ không thành công. Sau đó thì chúng ta sẽ tiếp tục và không bỏ cuộc với điều này. Ý tôi là một điều tôi nghĩ rất rõ ràng về tiến trình hòa bình diễn ra hiện nay ở tại Bắc Ireland. Và vì bất kỳ lý do gì là không ai trong chúng ta sẵn sàng từ bỏ nó vào bất kỳ thời điểm nào. Chúng tôi chưa bao giờ thực sự từ chức, mặc dù điều đó cho thấy là nó có vẻ như hoàn toàn không thể. Nhưng nói chung, tổng quan mà nói, nhìn về cái bản chất của từng cuộc chiến, tôi thấy rõ ràng nó có điều khác biệt. Trong khi đó thì cựu Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton nói rằng, nếu tôi có thể nói được một điều, tôi nghĩ một trong những điều mà mọi người cần hiểu, cố gắng hiểu là tình hình tại Ukraine, đồng thời đưa nó ra so sánh với những gì đã xảy ra ở đây. Không ai trong chúng ta nghĩ rằng mình sẽ ở lại nên quan sát cái việc này diễn ra một thời gian dài hơn nữa. Tất cả chúng ta đều tin vào nền dân chủ trong phạm vi quyền hạn của mình. Ý tôi là tôi thích làm Tổng thống. Nếu chúng ta không có giới hạn nhiệm kỳ thì họ sẽ phải bỏ tôi vào một cái nơi nào đó, hoặc là đánh đập tôi nữa. Nhưng tôi tin vào điều này, và tôi không nghĩ rằng ai đó nên nắm quyền cả đời. Có vẻ câu này thì ông muốn chỉ trích những lãnh đạo của Trung Quốc và Nga hiện nay. Nếu như quý vị quyết tâm ở lại cả cuộc đời của mình, thì điều duy nhất bạn thực sự quan tâm là có thể phá vỡ sự phản đối và rất có thể có được một kết quả tốt theo ý của mình. Chúng ta thấy điều đó bây giờ ở nước Nga của ông Putin. Ông ấy tuy rằng tuyên bố là không bao giờ đồng ý với Boris Yeltsin, vì khi Yeltsin hứa với tôi là thực sự là đã ký kết một cái thỏa thuận mà ông sẽ làm với John Major, người tiền nhiệm của ông đây, và với khối NATO rằng ông ấy sẽ tôn trọng sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Thực tế điều đó chúng ta đã thấy rõ ràng không diễn ra đúng theo những gì mà họ nói. Nói một cách tổng quan, nếu nhìn sự việc theo một khía cạnh chung chung thì chúng ta không thể so sánh các cuộc chiến với nhau. Tuy nhiên chúng ta phải nhận định rằng tùy theo mục đích của người muốn đưa cuộc chiến đó đi về đâu. Trong trường hợp này tôi nhắm vào ông Putin.
Bản tin kế tiếp liên quan đến ngũ giác đài đang có một cuộc họp báo về việc ngăn chặn những vụ rò rỉ tài liệu và đánh giá về những nỗ lực này. Trong một cuộc họp báo vào ngày thứ Hai, ngũ giác đài đã cho biết rằng các quan chức sẽ trình bày kết quả đánh giá thủ tục mật trong vòng 45 ngày. Trích đoạn lời phát biểu trong cuộc họp báo cho thấy trong suốt tuần trước và trong suốt cuối tuần, bộ trưởng và các giới chức cao cấp của ngũ giác đài tiếp tục triệu tập những cuộc họp hàng ngày nhằm kiểm tra phạm vi và quy mô của việc tiết lộ tin tức này, cũng như bảo đảm rằng các biện pháp giảm thiểu sự tiếp cận tài liệu thích hợp đang được thực hiện. Để hỗ trợ nỗ lực này, Bộ trưởng Quốc phòng đã chính thức chỉ đạo Thứ trưởng Bộ Quốc phòng về Tình báo và An ninh phối hợp với Giám đốc Thông tin và Giám đốc Hành chính và Quản lý để tiến hành đánh giá toàn diện các chương trình, chính sách và thủ tục an ninh của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ và sẽ cung cấp cho Bộ trưởng những khám phá và đề nghị ban đầu nhằm cải thiện những chính sách và thủ tục của Bộ liên quan đến việc bảo vệ thông tin được phân loại là mật và tuyệt mật. Tướng cũng nên nhắc lại nỗ lực tái lập hệ thống nhân viên được tiếp cận hồ sơ mật của Bộ Quốc phòng đã diễn ra sau khi một thành viên lực lượng vệ binh quốc gia không quân Massachusetts đã bị bắt vào ngày thứ Năm tuần trước. Nghi can này liên quan đến việc tiết lộ những tài liệu quân sự tuyệt mật về cuộc chiến Ukraine và các vấn đề an ninh quốc gia hàng đầu khác. Một vi phạm đáng báo động đã đặt ra những câu hỏi mới về khả năng bảo vệ những bí mật nhạy cảm nhất của chính phủ Hoa Kỳ. Vệ binh này tên là Jack Tysera, 21 tuổi, đã bị bắt giam mà không gặp sự kháng cự nào sau khi các nhân viên của cơ quan tình báo liên bang FBI tập trung tại căn nhà ở Massachusetts của anh ta. Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland cho biết anh ta sẽ bị buộc tội xóa hoặc là truyền tải thông tin quốc phòng mật là một tội danh theo đạo luật gián điệp. Bộ trưởng Garland cũng không tiết lộ động cơ nào đã có thể khiến cho nghi can làm điều đó. Nhưng tài khoản của những người trong nhóm trò chuyện riêng trên trực tuyến nơi mà các tài liệu được tiết lộ đã mô tả Tysera là người được thúc đẩy bởi sự dũng cảm hơn là ý thức hệ. Dân biểu Jerry Nadler, đại diện cho đảng Dân Chủ ở thành phố New York, đã lên tiếng cáo buộc dân biểu Jim Jordan của đảng Cộng Hòa đại diện cho Ohio, Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ Viện, là Jim Jordan đã làm theo mệnh lệnh của cựu Tổng thống Donald Trump trong phiên điều trần của Ủy ban Tư pháp Hạ Viện về tội phạm bạo lực ở tại khu vực Manhattan vào ngày hôm nay thứ Hai. Ủy ban do đảng Cộng hòa đứng đầu đã công bố phiên điều trần tại hiện trường tại thành phố New York ngay sau khi đại bồi thẩm đoàn do biện lý quận Manhattan Alvin Bragg đã trao quyền đã bỏ phiếu để truy tố cựu Tổng thống Donald Trump. Ông Nadler đã nói, ngày hôm nay chúng ta có mặt ở khu Manhattan vì một lý do và một lý do duy nhất. Chủ tịch ủy ban đang thực hiện mệnh lệnh của Donald Trump. Ông Nadler nói nguyên văn như vậy trong bài phát biểu khai mạc. Ông nói thêm, các đảng viên Cộng hòa trong ủy ban đã thiết kế phiên điều trần này để đe dọa và ngăn cản luật công tố viên của quận được bầu hợp pháp, thực hiện công việc mà các cử tri của ông ấy đã bầu để ông ấy thi hành. Phiên điều trần có tiêu đề "Các nạn nhân của tội phạm bạo lực tại Manhattan" đã diễn ra gần 2 tuần sau khi cựu Tổng thống Trump đã xuất hiện tại New York và không nhận tội đối với 34 trọng tội liên quan đến các khoản tiền bịt miệng được thực hiện cho một nữ diễn viên phim người lớn, bà Stormy Daniels, trong cuộc điều trần trước đó. Ba chủ tịch ủy ban của đảng Cộng hòa đã mở một số các cuộc điều tra về công tố viên Bragg ngay cả trước khi cựu Tổng thống Trump bị truy tố. Và từ đó thì chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện, ông Jim Jordan, đã mở rộng cuộc điều tra về các hoạt động của công tố viên ở tại Manhattan. Ngay cả vị tiền nhiệm của ông Bragg là ông Forensic cũng đã bị triệu tập bằng một trác đòi. Ông ấy đã leo thang các nỗ lực đó vào ngày thứ Hai, tổ chức phiên điều trần ở ngay sân nhà của Bragg. Dân biểu Nadler lập luận là các hành động của đảng Cộng hòa là chống lại biện lý Alvin Bragg là nhằm bảo vệ cho cựu Tổng thống Donald Trump. Công ty SpaceX ngừng nỗ lực phóng phi thuyền Starship đầu tiên ngày hôm nay là bản tin kế tiếp của chúng tôi. SpaceX đã hủy bỏ việc phóng phi thuyền đầu tiên của hỏa tiễn mạnh nhất đã từng được chế tạo bởi vì một số trục trặc kỹ thuật. Công ty này cho biết phi thuyền Starship với hỏa tiễn đẩy hạng nặng đặc biệt hiện nay vẫn chưa sẵn sàng để xứng đáng với tên gọi của nó. SpaceX nói rằng một trở ngại về áp suất đã buộc công ty phải hủy bỏ chuyến bay đầu tiên vào ngày thứ Hai, 17 tháng 4, sau nhiều năm thử nghiệm và thay vào đó thì họ tiến hành một buổi phóng phi thuyền diễn tập. SpaceX cũng nói rằng họ có thể thử lại nỗ lực phóng phi thuyền sau 2 ngày nữa, từ miền Nam tiểu bang Texas qua vịnh Mexico.
phi thuyền Starship rất lớn với 33 động cơ. Giám đốc điều hành công ty SpaceX là tỷ phú Elon Musk đã mô tả phi thuyền không gian là phương tiện củng cố mục đích thành lập của SpaceX, lần đầu tiên đưa con người lên hỏa tinh. Chuyến bay thử nghiệm đã bị hủy bỏ khi chỉ còn có hơn 8 phút đếm ngược vì một ống van cần thiết để tạo áp suất cho bộ tăng áp giai đoạn đầu bị kẹt. Bộ điều khiển khởi động không thể sửa van này kịp thời, nhưng để thực hành đã đưa ra đồng hồ xuống mốc 40 giây trước khi tạm dừng đếm ngược. Không có người hoặc là vệ tinh nào ở trên phi thuyền và sẽ không có lần thử nào khác cho đến ít nhất là ngày thứ tư tuần này. Khi quá trình phóng thì diễn ra thì hỏa tiễn đẩy dự kiến sẽ tiêu hao nhiên liệu khoảng 2 phút rưỡi sau khi cất cánh và rồi tách khỏi phi thuyền Starship, khiến cho hỏa tiễn đẩy bị vứt bỏ trong đại dương. Còn Starship sẽ sử dụng những động cơ riêng của nó phát sáng trong hơn 6 phút để tự đẩy nó tới tốc độ gần như quỹ đạo. Sau đó thì phi thuyền Starship sẽ hoàn thành gần một vòng bay quanh hành tinh, quay trở lại bầu khí quyển của trái đất gần Hawaii. Và dự kiến Starship sẽ rơi xuống bờ biển vào khoảng 1 tiếng rưỡi sau khi cất cánh. Các nhà hoạt động và các nhà tổ chức của nhóm March for Our Lives, chúng tôi tạm dịch là tuần hành vì cuộc sống của chúng ta. Một nhóm nhà hoạt động được thành lập sau vụ nổ súng diễn ra tại trường học Parkland ở Florida, ủng hộ việc cấm các loại vũ khí tấn công. Họ đã tổ chức một cuộc diễn hành tiến về phía tòa nhà Quốc hội, và các hoạt động trong nhóm March for Our Lives nói rõ là họ đang thúc đẩy điều gì. Người ta nghe mùng một những câu hô vang loại bỏ các loại vũ khí tấn công. Cả nhóm đã hô vang như thế trên đường đi của mình. Theo Gun Violence Archive, là một tổ chức theo dõi các vụ bạo lực súng đạn, thì đã có 163 vụ xả súng hàng loạt bắt đầu kể từ năm 2023. Nhà hoạt động Ella DeWars thì cho biết là cả cuộc đời tôi đã bị ảnh hưởng vì điều này. Tất cả sự nghiệp ở trường của tôi bao gồm các cuộc diễn tập ở khóa, và thật khó để một đứa trẻ 5 tuổi hiểu rằng điều này thật hay nó chỉ là một cuộc diễn tập. Hiện tôi đang học trường luật và điều này nó vẫn ám ảnh tôi, và nó không nên diễn ra theo cách đó vì nó có một cái sức tàn phá rất lớn đối với đời sống của những đứa trẻ. Sau vụ xả súng ở trường tiểu học Uvalde, Texas và vụ xả súng ở cửa hàng tạp hóa Buffalo, thì Quốc hội Hoa Kỳ đã thông qua luật kiểm soát súng, và luật này không bao gồm lệnh cấm vũ khí kiểu tấn công. Các nhà hoạt động đã hy vọng luật Quốc hội sẽ giải quyết vấn đề đó. Nhà hoạt động Kate Redacke thì cho biết: tôi từng là giáo viên trước khi là sinh viên luật, và tôi nghĩ rằng thật kinh khủng khi mỗi ngày bước vào lớp học, tôi đều lo lắng là sẽ có ai đó cố gắng tiến vào với một khẩu súng trên tay và làm tổn thương cho các học sinh của tôi. Nhà hoạt động Bernie Adams thì cho biết: khi sinh viên của chúng tôi phải được xác định bằng DNA thì không còn có gì có thể nhận ra được, vì những loại vũ khí chiến tranh này được bán đầy trên đường phố hoặc trong kể cả hệ thống Walmart cho những người lẽ ra không nên thủ đắc các loại vũ khí này vì thiếu vấn đề kiểm tra lý lịch đối với cá nhân họ. Tất cả điều này đã tạo cho những người theo khi được hỏi ý kiến, họ nói: chúng tôi đã mệt mỏi vì điều đó và chúng ta cần phải làm một điều gì đó mạnh mẽ hơn. Quốc hội cần phải thông qua, đó là lệnh cấm vũ khí tấn công hạng nặng trong tất cả các phương tiện. Cũng liên quan đến vấn đề vũ khí tấn công, thưa quý vị, thì nghiên cứu cho thấy tác động của các vụ xả súng hàng loạt đối với sức khỏe tâm thần của người Mỹ. Các vụ xả súng hàng loạt đã leo thang với tốc độ kỷ lục trong nước Mỹ, với ít nhất là 162 vụ đã được báo cáo từ đầu năm 2023 theo kho lưu trữ dữ liệu về bạo lực súng đạn. Và bây giờ có bằng chứng mới cho thấy các vụ xả súng hàng loạt tại Hoa Kỳ đã có tác động lan tỏa đến sức khỏe tâm thần của người dân Mỹ. Nghiên cứu được công bố trong năm nay cho thấy tác động tiêu cực có thể vượt ra ngoài những người sống sót và cộng đồng bị ảnh hưởng, và tác động đến một nhóm dân cư rộng lớn hơn nhiều. Một cuộc nghiên cứu do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, tức CDC, tài trợ là Crisis Text Line cho thấy sức khỏe tâm thần đã chứng kiến sự gia tăng đột ngột trong các thông điệp đề cập đến súng và các thuật ngữ khác liên quan đến súng ngay sau vụ xả súng ở trường học Uvalde ở tiểu bang Texas. Crisis Text Line là một tổ chức phi lợi nhuận phục vụ mọi người trên toàn quốc Hoa Kỳ và nghiên cứu không theo dõi vị trí cụ thể của các tin nhắn. Ngoài ra còn có một cuộc khảo sát gần đây từ Bệnh viện Kaiser Family Foundation cho thấy bạo lực súng đạn đã ảnh hưởng rộng rãi hơn đến hầu hết các gia đình ở Hoa Kỳ theo cách này hay cách khác. Dữ liệu cho thấy gần 20% người lớn tại Mỹ có thành viên trong gia đình bị giết bằng súng, kể cả trong vụ giết người và tự sát, và khoảng 16% người Mỹ đã chứng kiến một vụ thương tích do súng đạn gây ra.
Theo các tác giả của nghiên cứu, các biện pháp can thiệp y tế công cộng nhắm vào cảm giác đau buồn cụ thể có thể giúp giảm thiểu những khủng hoảng sức khỏe tâm thần cấp tính phát sinh ngay sau các vụ xả súng hàng loạt. Crisis Text Line chủ yếu phục vụ trẻ em và thanh niên, và phần lớn các tin nhắn mà đường dây này trợ giúp sức khỏe tâm thần nhận được là từ những người dưới 25 tuổi. CDC và các tổ chức khác đã kêu gọi sự chú ý đến cuộc khủng hoảng sức khỏe tâm thần của thanh thiếu niên trên toàn quốc Hoa Kỳ, và các chuyên gia nói rằng nhóm này đặc biệt có nguy cơ chịu tác động tiêu cực của một vụ xả súng hàng loạt. Theo CDC, ở độ tuổi 20 hoặc 22, bộ não của chúng ta vẫn còn đang phát triển và chúng ta vẫn đang hình thành sự hiểu biết của mình về thế giới, cho nên khủng hoảng tâm thần có thể khiến cho những người bị tác động nghĩ rằng thế giới quan của họ bất an và thay đổi hành vi của những người này. Trong cuộc viếng thăm một số các quốc gia ở châu Mỹ Latin ngày hôm nay khi đặt chân đến Brazil, Ngoại trưởng Nga ông Sergei Lavrov đã lên tiếng cảm ơn Brazil vì đã tìm cách làm trung gian cho các cuộc đàm phán hòa bình liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine trước cuộc gặp gỡ với Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva, người mà gần đây đã có các tuyên bố về cuộc xung đột tại Ukraine và đã làm cho một số những nhân vật ở phương Tây mất tinh thần. Bộ trưởng Sergei Lavrov, người đang viếng thăm Brazil, đã dự kiến sẽ có một cuộc thảo luận về cuộc chiến với Tổng thống Brazil là ông Lula. Văn phòng của ông đã xác nhận hai người sẽ gặp nhau vào tối ngày hôm nay thứ hai. Ông Lula hiện nay đang thúc đẩy một số các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine. Tuy nhiên, phải đối mặt với mối lo ngại ngày càng tăng về một điều mà nhiều người ở Hoa Kỳ cũng như là châu Âu coi là lập trường chống phương Tây của Tổng thống Brazil, bao gồm cả các cáo buộc của ông rằng Washington đang khuyến khích chiến tranh. Chúng tôi rất biết ơn những người bạn Brazil vì họ đã hiểu rõ nguồn gốc của tình hình ở Ukraine. Ngoại trưởng Nga đã nói như vậy. Chúng tôi rất biết ơn vì họ mong muốn đóng góp vào việc tìm cách giải quyết tình hình này. Ông nói sau có cuộc gặp gỡ với người đồng cấp Brazil, Mauro Vieira, ở Brasilia. Chúng tôi quan tâm đến việc giải quyết cuộc xung đột càng sớm càng tốt. Nhưng ông nói thêm rằng bất kỳ giải pháp nào cũng phải dựa trên sự đa cực, và đã trực tiếp lên tiếng cáo buộc phương Tây hiện nay đang cố gắng thống trị toàn thế giới. Lula vừa mới kết thúc chuyến đi đến Trung Quốc và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Trong thời gian đó thì ông này đã khiến cho phương Tây phải nhướng mày khi lên tiếng cáo buộc Hoa Kỳ đang cố tình khuyến khích chiến tranh tại Ukraine. Và bản tin sau cùng trong chương trình hôm nay liên quan đến một chuyện rất là quen thuộc với giới trẻ, những người chưa làm đám cưới hoặc chuẩn bị làm đám cưới. Đó là chuỗi tiệm áo cưới David's Bridal nộp hồ sơ khai phá sản. Nếu bạn đã đính hôn và mong muốn có một đám cưới lớn theo truyền thống thì có thể bạn muốn mua trang phục ngày cưới của mình ngay lập tức. Nhà bán lẻ áo cưới lớn nhất ở nước Mỹ đó là David's Bridal đã nộp đơn xin phá sản hôm thứ Hai, ngày 17 tháng 4 năm 2023 và đã xin được bảo hộ phá sản theo chương thứ 11. Hồi đầu tuần trước thì công ty này đã tuyên bố sa thải 9.000 trong số khoảng 10.000 nhân viên của công ty. Họ đổ lỗi cho sự thay đổi thị hiếu trong đám cưới, nơi các nghi lễ thoải mái với trang phục đơn giản đang trở nên phổ biến hơn đối với giới trẻ. Và một số phụ nữ đang chọn mua những chiếc áo cưới với giá cả phải chăng hơn. Những xu hướng lớn hơn cũng có thể đang diễn ra trong xã hội, không những ở nước Mỹ mà còn trên thế giới. Đó là những điều làm ảnh hưởng đến dịch vụ bán quần áo cưới. Tỷ lệ kết hôn đã giảm kể từ thập niên 1980, và mặc dù số lễ nghi và tiệc cưới đang phục hồi từ mức thấp nhất trong thời đại dịch COVID-19, nhưng chúng vẫn chưa quay trở lại mức trước đại dịch. Và công ty David's Bridal có kế hoạch tiếp tục mở 300 cửa tiệm trong khi đang tìm kiếm người mua lại toàn bộ công ty. Họ cũng cho biết nếu như không tìm thấy được người mua thì công ty có thể sẽ phải đóng cửa tất cả các cửa tiệm đó. Đây là một điều đáng buồn, tại vì Thanh Thảo cũng biết một số người còn trẻ đã đặt cọc trước tiền mua áo cưới bởi vì nó đắt đó. Uh-huh. Không biết là những chuyện những người đó bây giờ sẽ tính ra sao. Chắc là phải được bồi thường trước phải không? Có thể họ phải đến lấy cái quần áo liền, hoặc là rồi lỡ thí dụ như người ta đã đến ngày cưới rồi mà không hoàn thành cho người ta thì người ta phải chạy đi phát. Chắc là phải đi tìm ở trên mạng tính toán toàn cầu, lên David's Bridal. Uh-huh. Có thể đi tìm thêm, nhưng mà đây là một tin cũng đáng buồn. Đó là trào lưu cũng thay đổi, và như bản tin cũng có nói là xu hướng thay đổi, người ta bắt đầu mua những chiếc áo cưới đơn giản hơn. Họ làm ngoài biển, họ làm ở những nơi không có phải long trọng như là ngày xưa phải mua áo những cái chiếc áo cầu kỳ phải không ạ? Vâng, còn bây giờ nhiều khi mà có một lần người ta cũng ngồi tiết kiệm, nhiều khi mua giá rẻ hơn. Thời thế đã đổi thay.
Dạ vâng. Và thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Vietfest Tonight ngày hôm nay với phần trình bày của anh Dũng và Thanh Thảo. Chúng tôi cảm ơn quý vị đã chọn xem chương trình này và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng vào giờ này. Kính chúc quý vị một buổi tối an vui và xin kính chào tạm biệt. Chương trình Vietfest Tonight được bảo trợ bởi Pechanga Resort Casino, khám phá lại những sự kết hợp tuyệt vời. Trung tâm BST dầu Khuynh Diệp, sản phẩm được hoàn thành từ năm 1976, dầu bạc hà và dầu Ultra Heat với hình thức mới, hoàn toàn thiên nhiên, rất tốt cho sức khỏe. Trung tâm S&P xin kính chào quý vị. Là một người làm trong ngành y chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng, tôi muốn chia sẻ với quý vị về lợi ích của dầu Khuynh Diệp, dầu bạc hà, dầu Ultra Heat và dầu Paradise, sản phẩm được làm bằng cách thành phần từ thiên nhiên và đóng gói tại Hoa Kỳ. Dầu của trung tâm S&P giúp giảm đau cơ, nhức đầu, đau dạ dày, ho và nghẹt mũi. Nếu quý vị muốn mua với số lượng nhiều hoặc mua trực tuyến, xin liên lạc với văn phòng tại số điện thoại hoặc tại website. Discover your perfect combination at Pechanga Resort Casino, where you can rock and roll, sip and slide, twist and shout, whatever moves you, get away and awaken the fun. Play your perfect combination at Pechanga Resort Casino. Nếu quý vị thích xem những chương trình này, xin nhấn vào nút subscribe để có được các thông tin và phóng sự mới nhất từ Vietface TV.